Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 20 tháng 2 năm 2023, lo ngại dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại, có thể khiến tái diễn tình trạng bán tháo, khiến giá heo hơi có nguy cơ giảm thêm. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, giá heo hơi miền Bắc vẫn giữ trong khoảng 47.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Một số địa phương bắt đầu có lượng heo trọng lượng thấp dưới 100 kg con bán ra thị trường. Theo nhận định của một số đầu mối, thời tiết nồm ẩm có thể khiến dịch bệnh quay trở lại và lan rộng nhanh chóng hiện đã có những đàn heo chết không rõ nguyên nhân, nhiều chủ trại đã bán sớm. Trong trường hợp dịch bùng phát, giá heo hơi có thể giảm, nhưng sau đó sẽ tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt. Giá heo tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, giá heo hơi tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, từ 48.000 đến 52.000 đồng trên kg. Giá heo tại các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, 47.000 đến 51.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh tây bắc, giá heo hơi cũng không ghi nhận biến động, trong đó hòa bình ở mức 48.000 đến 51.000 đồng chuột kg, sơn la, lai châu, điện biên giao động trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng chuột kg. Các tỉnh đông bắc như lạng sơn, lào cai từ 49.000 đến 51.000 đồng một kg, quảng ninh 50.000 đến 52.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền trung tây nguyên giá heo hơi các tỉnh miền Trung Tây Nguyên dù chưa chịu áp lực như các tỉnh miền Bắc nhưng tình hình giao dịch yếu khiến giá heo toàn vùng duy trì ở mức thấp. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, giá phổ biến từ 49.000 đến 52.000 đồng một kg. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở mức 47.000 đến 52.000 đồng một kg, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng từ 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên ở mức 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên từ 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk bình quân 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông dao động từ 48.000 đến 52.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Nam Giá heo hơi miền Nam cũng đã giảm nhẹ tuy nhiên chỉ giảm ở những vùng có mức giá 55.000 đến 56.000 đồng một kg xuống mức 53.000 đến 54.000 đồng việt kg. Khung giá trong vùng dao động từ 51.000 đến 54.000 đồng một kg. Tại các tỉnh miền Đông, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Bình Dương, Bình Phước trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng một kg, thấp hơn 1.000 đồng một kg so với cuối tuần trước. Các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo giữ trong khoảng từ 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Trong đó giá heo hơi tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang từ 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng một kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 52.000 đến 55.000 đồng một kg. Số địa phương bán được mức giá 55.000 đồng một kg là không nhiều. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, Tổng lượng heo heo mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn bon ngày 19 tháng 2 là 4.960 con. Giá thịt heo xỉ sì đầu phiên không ghi nhận biến động, bình quân 68.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Giá thịt trung bình trong phiên từ 64.000 đến 67.000 đồng một kg. Cuối phiên giảm xuống dưới 50.000 đồng trên kg. Theo người chăn nuôi, giá heo hơi ở mức 56.000 đến 57.000 đồng một kg mới có khả năng hòa vốn. Bởi vậy, với mức giá như hiện nay, các trang trại chăn nuôi heo đang có xu hướng cầm chừng chỉ duy trì tổng đàn hiện có, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tạm thời ngừng nuôi. Cũng có nhiều dự báo lạc quan cho rằng, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, giá heo hơi từ quý 4 trở đi nhiều khả năng sẽ thiết lập bốc 60.000 đồng trên kg và sức tiêu thụ cả năm sẽ tăng khoảng 5%. Cơ sở cho dự báo trên là khi kinh tế phục hồi, các doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại thì nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ tăng. Trong khi đó, nhiều khả năng nguồn cung sẽ thiếu hụt do nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không dám tái đàn hoặc không còn khả năng tái đàn vì thua lỗ kéo dài. Mặt khác, thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được dỡ bỏ cũng sẽ giúp nhu cầu tiêu thụ thịt heo của Trung Quốc tăng mạnh, kéo theo giá tăng, góp phần hỗ trợ giá heo hơi trong năm 2023. Theo tìm hiểu, vào thời điểm trước Tết Quý Mão 2023, giới chăn nuôi khu vực phía Nam luôn kỳ vọng giá heo hơi sẽ tăng vào dịp Tết nhưng ngược lại thị trường lại giảm khoảng 6.000 đồng vượt kg so với giá bình quân của quý tư năm 2022. Theo tính toán từ Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, người chăn nuôi heo đang bị lỗ khoảng 500.000 đến 600.000 đồng con 100 kg với giá xuất chuồng hiện tại từ 50.000 đến 56.000 đồng chuột kg. Với mức giá này, người chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục bỏ chuồng nhưng nguồn cung không giảm do nhiều doanh nghiệp liên tục đầu tư vào chăn nuôi heo với số lượng lớn. Lo ngại về giá thịt lợn hơi hiện nay, ông Nguyễn Kim Đoán Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai thông tin. Từ tháng 6 năm 2022 đến nay giá lợn hơi liên tục ở mức thấp và đang bán dưới giá thành sản xuất nên số lượng người chăn nuôi bỏ chuồng nhiều. Về nguyên nhân, Vị này khẳng định, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, COVID-19, cung vượt quá cầu doanh nghiệp, tập đoàn chăn nuôi có vốn FDI mở rộng sản xuất, nhập khẩu thịt với mức giá rẻ của các nước quá nhiều nên thị trường trong nước không cạnh tranh nổi. Thị trường heo hơi từ trước Tết đến nay vẫn khá yên tĩnh, chưa có sự thay đổi lớn nào. Mức giá dao động thấp trong khoảng 49.000 đến 53.000 đồng trượt kg. Mức giá heo Trung Quốc sau nhiều ngày tăng liên tục cũng sụt giảm nhẹ một giá. Theo dự báo, chăn nuôi heo trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp khó chí ít là đến hết quý 1, nhưng khả năng kéo dài đến hết quý 3 là rất cao. Lý giải cho điều này, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cho rằng phải đến đầu quý 2, nền kinh tế mới phục hồi dần và tăng tốc trở lại từ quý 3. Khi đó, hoạt động của các doanh nghiệp đi vào ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động mới được cải thiện trở lại giúp sức tiêu thụ tăng lên. Thứ hai là chúng ta đã có vaccine dịch tả heo châu Phi nên rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi cũng giảm đi và thứ ba là giá nguyên liệu chế biến. Thức ăn chăn nuôi thế giới đang có xu hướng giảm nhưng do giá thức ăn trong nước có độ trễ hơn giá nguyên liệu nên phải đến đầu quý 2. Giá thức ăn chăn nuôi trong nước mới có khả năng giảm dần so với hiện tại. Nhìn chung, giá heo hơi giảm cao nhất 4.000 đồng nguyên kg trong tuần qua. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 49.000 đến 53.000 đồng chuột kg. Không như người nuôi heo kỳ vọng và trái ngược hoàn toàn với quy luật hàng năm, dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, giá heo hơi chẳng những không tăng mà còn xuống ở mức thấp dưới giá thành khiến người chăn nuôi hết sức thất vọng. Sự thất vọng đó ngày một kéo dài thêm khi giá heo hơi dù có tăng đôi chút nhưng vẫn chưa đạt mức có lãi cho người chăn nuôi từ sau Tết Nguyên Đán đến nay. Bao giờ giá heo hơi tăng trở lại là câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng để người chăn nuôi an tâm tái đàn. Theo phân tích của ngành chuyên môn, giá heo hơi giảm do nhu cầu thị trường giảm. Theo đó, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong nước hoạt động khó khăn, đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng buộc cắt giảm lao động nên lượng thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn tập thể giảm mạnh. Dự báo, trong năm 2023 tình hình chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn, do đó cần có nhiều giải pháp để cứu ngành chăn nuôi trong nước ông đoán nhấn mạnh và cho rằng cần phải cân đối cung cầu mặt hàng này, nghĩa là phải quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, tránh tình trạng nhập quá nhiều thịt heo giá rẻ của các nước. Quản lý giá cần hợp lý vì nhập 70 đến 80% nguyên vật liệu giá cao nhưng giá bán thành phẩm ở mức quá thấp nên người chăn nuôi và người tiêu dùng thiệt thòi. Theo các hộ chăn nuôi, hai năm qua giá nguyên liệu tăng 30% nhưng giá thành phẩm lại thấp nên người chăn nuôi thua lỗ. Giải pháp phát triển bền vững sắp tới cho ngành chăn nuôi chính là phải xây dựng cho được vùng nguyên liệu thức ăn trong chăn nuôi, tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu các nước. Song song đó, cần tạo ra một chuỗi cung ứng liền mạch, trong đó có sự liên kết giữa các bên. Theo ông Âu Thanh Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, nguồn cung thịt lợn trong nước đang dư thừa nên cần có giải pháp tập trung cho xuất khẩu. Ngoài ra, phải có biện pháp giảm giá thức ăn chăn nuôi, con giống để giúp người chăn nuôi bất lỗ. Cũng có nhiều dự báo lạc quan cho rằng, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, giá heo hơi từ quý 4 trở đi nhiều khả năng sẽ thiết lập bốc 60.000 đồng trên kg và sức tiêu thụ cả năm sẽ tăng khoảng 5%. Cơ sở cho dự báo trên là khi kinh tế phục hồi, các doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại thì nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ tăng. Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho rằng, Việt Nam cần sớm thương thảo với các nước để xuất khẩu heo hơi nhằm ổn định giá thị trường trong nước. Tùy thời điểm, heo hơi xuất khẩu sang các nước sẽ có giá bán tốt hơn, chẳng hạn cuối năm 2022, giá heo hơi ở Trung Quốc cao hơn giá heo hơi Việt Nam khoảng 15.000 đồng một kg, nếu lúc đó chúng ta xuất khẩu được sang nước bạn sẽ đem về nguồn lợi nhuận khá lớn. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đạt, Phó chủ tịch Hội chăn nuôi Việt Nam đề xuất, Việt Nam cần phải xuất khẩu heo chính ngạch nhằm đảm bảo sản lượng tiêu thụ, tránh bị động trước việc xuất khẩu tiểu ngạch. Để heo hơi xuất khẩu chính ngạch sang các nước, Việt Nam cần phải xây dựng hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn tổ chức thú y thế giới. Làm được điều này cần phải có sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn liên kết để hạ giá thành chăn nuôi, giảm khâu trung gian, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tất nhiên, đối với chính quyền nếu có được nghị định thư xuất khẩu với quy định hàng rào kỹ thuật thì các doanh nghiệp sẽ nhanh nhạy triển khai xây dựng đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, việc xuất khẩu heo sống, thịt heo qua kênh tiểu ngạch sang Trung Quốc bị đứt gãy khi nước này thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong năm 2022. Nguyên nhân là do không bán được heo qua thị trường Trung Quốc, đồng thời heo xuất đi Campuchia rất ít, sức tiêu thụ của thị trường nội địa cũng thấp hơn mọi năm. Nguồn cung heo lớn hơn cầu là nguyên nhân khiến heo hơi tiếp tục có đợt giảm giá mới sau Tết Nguyên đán 2023. Người chăn nuôi đang phải chịu lỗ và còn tiếp tục khó khăn trong năm 2023. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 20 tháng 2 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.